my god, bấy tét đít bây giờ. Oh my god, look. Uh-huh. Hai cha con khùng. Ôm ấp nhau dữ dội không? Đây bạn của con gái của mình tới nè. Thì ra là bạn này bác học ở đây nên thành ra là con gái của mình cũng muốn tới đây học. Hello, hi. Hello mọi người, hôm nay thì cô gái của Mai nè, đây bé này nè, nó muốn đi học gymnastic, có nghĩa là học thể dục dụng cụ đó, để tham gia vô cái đội cổ động viên. Mà nói từ bữa tới giờ luôn, nói tới hôm bữa cuối tuần, nhưng mà do là cuối tuần thứ bảy chủ nhật ở chỗ đó họ đóng cửa đó mọi người, nên thành ra là hôm nay thứ hai là Mai sẽ phải chở nó đi tới đó, giống như là trả nợ tình sai rồi đó. Nó đòi bữa tới giờ không chở đi là không có chịu nha. Nên mời mọi người theo chân Mai thử coi đi tới đây cái trung tâm mà để dạy các bé thể dục dụng cụ nhịp điệu này nọ nó như thế nào ha mọi người ha. Do là cái chị dọn dẹp nhà, chị đang để xe ở ngoài cửa gara nhà Mai nên thành ra là không có đi cái xe này được. Lấy cái xe ra mất công sợ đụng với hai cái xe này mọi người. Đó, nên thành ra là cả gia đình Mai sẽ đi chiếc xe màu đen ngoài này. Lên xe đi con. Lên xe đi. Wait, look. Dữ trội chưa, thấy không? Chưa đi mà đã thấy. Chưa đi mà đã thấy hào hứng ghê sợ chưa? Yes, honey, warm is really good. Bả nôn nóng từ bữa tới giờ luôn. Are you excited? I can't wait. 18974. Bả đang đọc địa chỉ cho ông xã Mai chạy tới đó. Bả Google với chị cũng dữ lắm nha mọi người. Nôn quá là nôn mà chịu không thấu luôn á. Thì cái chỗ này cách nhà Mai chắc khoảng 7 đến 10 phút thôi mọi người, khá là gần. Đây là đoạn đường từ nhà Mai đến trung tâm học thể dục của con gái. Bây giờ là 4 giờ 45 phút chiều. Trời mùa xuân nên ông mặt trời đi ngủ rất là muộn. Dọc hai bên đường là những cây hoa xinh đẹp đua nhau khoe sắc. Con gái nhỏ của Mai thì có vẻ rất là yêu thích môn thể dục này. Mặc dù chưa đến trường lớp ngày nào, nhưng mỗi ngày bé đều lên YouTube để coi các video và luyện tập theo. Mai cũng rất vui khi các con đều tìm được môn năng khiếu mà mình yêu thích. Con gái lớn thì thích đàn violin, còn con gái nhỏ thì yêu thích môn nhảy cổ động viên. Bé nhảy nhót luyện tập mọi lúc mọi nơi, bất cứ nơi đâu sau mỗi ngày đi học về. What you doing? Đây là con gái của Mai mới đi học về nè mọi người. Mà nó mê cheerleader tới nỗi mà nó đứng đâu nó cũng giơ chân giơ tay hết trơn á. Oh my god, bé. Tét đít bây giờ. Oh my god. Look. Uh-huh. Hai cha con khùng. Dữ dội thiệt. Wow. Thôi đủ rồi. The pretzel girl, the human pretzel. Your pretzel. Yeah, I am. Đừng có lớp cái dè này. Ừ, yêu. You're crazy, stupid, crazy. Đây nè mọi người ơi, Mai đã tới cái chỗ này rồi, Airborne Training Center. Đây là cái chỗ mà dạy thể dục nhịp điệu cho mấy bé đó. Đã tới đây nè, nhà mình đang tới rồi mọi người. Chị vẫn còn nhiều chuyện. Đây, con gái Mai với ông xã đang đứng nói chuyện. Đây coi nha mình. Nè thấy không? Đó. Mấy bé đi tới tập thể dục đó, mặc đồ. You should probably go in the front. No, the front is a different company. The car in the middle of everything. How can? See, it says main entrance. What? Ôm ấp nhau dữ dội không? Giờ mình sẽ đi vô văn phòng đi. Chị này rất là hào hứng mọi người, không có đi là không có yên với chị đâu, chị nói hoài luôn á. Sáng sớm ngày chủ nhật là chị nhảy lên giường là chị mỉm cười, là chị cười cười chị nói rồi đó. Hôm nay là phải tới Airborne để chị đi đăng ký học thể dục. No, you go first. No, you go. Come on, let's go. Go. Come on.
Đây là văn phòng này. Đây là toàn cảnh khu vực văn phòng và khu vực tập luyện của phòng tập thể dục này. Phòng tập trông khá đơn giản, toàn bộ không gian rộng lớn của khu vực tập luyện được lót thảm nhằm tránh xảy ra chấn thương. Trần nhà rất cao, trang bị hệ thống quạt và đèn chiếu sáng nhìn khá sáng sủa và thông thoáng. Ở phía xa xa, Mai thấy một số bé đang nhào lộn luyện tập. Đây là lần đầu tiên Mai tới đây, tuy nhiên có vẻ là Mai sẽ phải còn tới đây dài dài. Hi baby. Hello. I know you thought the front was the office. This is the office. The front's a different company altogether. I think the front is the office. No, it's not. Okay. It's a different company called Protein something. Oh, okay. Two people live in this building. Okay. Two businesses. Are you excited? Yeah. But if you don't get a good grade in school, I could take off the airborne anytime, okay? Okay, sure. Ở đây họ bán giày, bán mấy cái đồ cho bé tập nè mọi người. Quần áo ha. Mấy bạn nó nói là mấy bạn nó sẽ có người ra ngay luôn. Con gái của Mai thì rất là hào hứng. Bé nói hoài luôn mọi người, ở nhà hả là nó đem cái tấm thảm lên trên phòng của nó. Trong thời gian chờ giáo viên ra để hướng dẫn đăng ký thì Mai nhìn sơ qua một vòng các bạn đang luyện tập ở đây. Các bé này có độ tuổi lớn hơn con gái nhỏ của Mai và có vẻ cũng đã luyện tập ở đây được một thời gian dài rồi, nên trong các động tác có vẻ khá thuần thục. Nếu con gái thực sự yêu thích và theo đuổi môn thể dục này thì có vẻ Mai sẽ phải theo con gái dài dài trong các chương trình thi đấu. Đây là cô giáo. Are involved and she wants to, she's always jumping on anyway, so we'll have to put some positive energy on it. Awesome. So we have no idea what we're doing. Okay. So I don't know if we sign up for something. Okay. So she's never done anything? Never done anything. Okay. So has she ever done a tumbling class or cartwheel? Just because they have a này, mấy cái lớp này là bao gồm nhiều cấp độ cho mọi người. Trước khi mà để tập vô đội cổ động viên là phải tham gia mấy cái lớp cơ bản trước nữa. How often she have to come here? Honey, first we gotta... Oh, they're ready. Không phải chỉ có riêng con gái mà bản thân Mai cũng thấy khá hào hứng với môn học mới này của bé. Miễn là con cảm thấy vui và hào hứng thì mẹ cũng cảm thấy vui. Con gái sẽ có thêm nhiều bạn bè, thêm nhiều hoạt động thể chất và không phải cầm iPad, iPhone suốt cả ngày. Ông xã của Mai cũng đồng ý với quan điểm này của vợ, do đó hai vợ chồng mình chở bé đi đăng ký ngay và luôn. Thì ra là mấy bạn của con gái của mình cũng học chung cái chỗ này, thành ra là bé phải đòi đi tới chỗ này học. Thì ra là vậy. Bây giờ mình đã biết lý do. Cô giáo nói là con gái của Mai có thể tập liền luôn. Nhưng mà chắc chắn là Mai sẽ không có cho tập vô thứ ba với thứ năm, tại vì đó là cái giờ học tiếng Việt của mình ha. Mình chỉ học thứ hai, thứ tư, thứ sáu hoặc gì đó thôi. September through October. Okay. And then competition season is November through April. So that would sign up now, or? That would be a good place to start. You don't have to sign up for anything until September. But okay. If she wants to do tumbling classes then we can get that on the schedule. All right. Want to learn how to tumble? Yeah. Or I could just, slow down to 30 and you can roll out of the car. If we're going in the car pretty fast, you can tumble out of the car. That's right. Right out of the car. Want to do that instead, or you want to come here instead? Which one? Good choice. Đây bạn của con gái của mình tới nè. Hey, ra là bạn này bắt học ở đây nên thành ra là con gái của mình cũng muốn tới đây học. Hello, hi. Đây mẹ của bạn con gái mình. Thì ra là hai chị này học chung lớp, là học chung trường luôn, nên là đòi tới đây học. Dữ dội chưa? Bả cũng có hội chị em bạn gì của bả để đi chơi nữa đó nha. That's why she wants to come here, right? Oh my god. Say goodbye, Isla. Bye, Isla. Bye. Son, say goodbye to. One more. Okay. We'll talk her into it. All right, let's go. Go. Funny.
It's a small town. Yeah, small town. À, đây một bé nó đang tới nè, thì là mấy bà mẹ ở đây cũng dẫn con đi. Bye, see you. Bây giờ thì mình đi về mọi người. Ở đây học từ thứ hai. Vậy là cũng hợp với giờ học của mình luôn. Đó. Thì mình cái chị cô đó giờ hướng dẫn là phải đi lên online, tạo một cái tài khoản xong rồi chọn cái lớp học đăng ký học ở trên online. Thì cũng dễ dàng rất ok. That's what she said. Are you happy now? Yeah. When we come here. You have to be good, okay? Really good. Yeah, really good. A lot of money, honey. Hope we can afford it. Thank you. Cái hội mà cổ động viên này đó là sẽ tổ chức những cái tour thi đấu với nhau. Ví dụ như đội của khu vực này sẽ thi đấu với đội khu vực khác. Mình nghĩ là sau này á là các bé nó sẽ thi đấu vòng vòng các tiểu bang của Mỹ đó. Thì chắc mình mà đi theo thì nói không chắc mình cũng đủ đuối luôn. Bây giờ là bắt buộc là bây giờ là Mai đã đi vào một cái guồng xoáy. Con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. They clean the bedrooms. It's a good deal. Okay. Chồng mình nói là thứ hai là đi học học nhảy nhót, cái học nhịp điệu. Thứ ba, thứ năm là học tiếng Việt. Còn thứ tư là dọn dẹp nhà xe, garage. Còn thứ mấy nữa ta? Thứ sáu là dọn dẹp phòng ngủ. Perfect. Đó, bây giờ thì cả nhà mình đi về mọi người. Cuối cùng thì con gái Mai cũng đã thỏa mãn rồi ha. Mình sẽ về nhà mình tạo cái tài khoản ở trên online. Sau đó thì mình đăng ký cho bé học. Con gái của Mai là mỗi lần về tới nhà phải đợi ông xã Mai mở cửa, xong rồi nắm tay kéo ra mới được. Giống như là Tử Hư vậy đó. Chịu không thấu với bả luôn. Oh my god. Đó. Tại vì ông xã Mai là lúc nào cũng mở cửa, xong rồi dẫn Mai ra lên thì nó cũng quen kiểu đó đó. What are you doing? Oh my god. Oh, good job. Thôi Mai đã về tới nhà rồi mọi người. Đó, tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau nha.